Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới của Nguyễn Thành. Nguyễn Thành chuyên về chăm sóc thú cưng. Thì hôm nay có thời gian rảnh, Thành sẽ ngồi đây và chia sẻ, hướng dẫn cho các bạn một số bệnh. Mình sẽ cập nhật thường xuyên tất cả những loại bệnh thường gặp trên chó. Nói chung thì những bệnh về nội khoa thì Thành cần yêu cầu kiến thức chuyên môn thì Thành không làm được việc đó. Nhưng những bệnh thường gặp do thời tiết, do ký sinh trùng, do ăn uống hàng ngày, do hoạt động và tất cả những bệnh mình có thể trong khả năng mình chia sẻ cách điều trị, cách chữa, cách phòng được thì mình sẽ làm video để hướng dẫn cho những bạn mới nuôi và chưa có kinh nghiệm gì hết. Thì chủ đề ngày hôm nay mình Nguyễn Thành sẽ nói về bệnh hô hấp trên chó. Vậy thì bệnh hô hấp là gì? Bệnh hô hấp là bệnh mình có thể chữa được. Nó cũng giống như người thôi. Do thời tiết gây ra cảm cúm, sổ mũi, ngạt mũi, ho thì chó cũng vậy. Nếu như bạn nuôi cái môi trường nó không thích hợp, cái sức đề kháng của bé nó suy giảm thì bệnh có thể mắc bất cứ lúc nào. Vậy thì chủ đề hôm nay mình nói về bệnh hô hấp. Bệnh hô hấp nguyên nhân từ đâu? Thì những nguyên nhân chùm nguyên nhân gây ra bệnh hô hấp trên chó là như thế này. Chẳng hạn như là các bạn chuyển vùng từ một nơi môi trường lạnh, môi trường nhiệt độ thấp, chẳng hạn như ở đây, ở miền Nam Việt Nam mình đây, thì các bạn di chuyển chó từ Đà Lạt, Tây Nguyên về thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hoặc là những tỉnh miền Tây. Những tỉnh miền Nam, miền Tây là nhiệt độ rất là nhiệt đới, rất là nóng. Bởi vậy nên là khi các bạn vận chuyển chó từ những nơi nhiệt độ thấp, những xứ lạnh về, thì các bạn phải làm công tác phòng bệnh hô hấp như thế nào. Vậy thì cái cách phòng hô hấp, chẳng hạn như là ở cái bệnh hô hấp này thì không phải là chuyển vùng không đâu, mà chẳng hạn như bạn đang nuôi môi trường máy lạnh, bạn di chuyển ra ngoài rồi nuôi ở một môi trường bình thường, chẳng hạn như là ở máy lạnh là từ 23 tới 25 độ, dao động là như vậy. Rồi khi bạn chuyển chó ra ngoài thì ở nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm này thì nhiệt độ cao đỉnh điểm nó khoảng là 33 đến 35 độ. Vậy thì trên lệch mức nhiệt độ như vậy thì cũng rất dễ bị mắc bệnh về hô hấp. Rồi cái triệu chứng nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ nói các bạn như thế này. Ở đây mình Nguyễn Thành chuyên về chăm sóc chó nói chung và các dòng như là Husky, Alaska, Samoyed và Golden. Những dòng chó sang chảnh này, những dòng chó nhập về từ xứ lạnh, ai nói đến cái xe thì ai cũng biết cái quê hương của nó là xứ lạnh. Vì vậy, bởi vì ngày xưa các bạn xem trên YouTube thì các bạn thấy là phim âm 8 độ có đó dòng chó Husky Alaska và Samoyed là những dòng chó ở nhiệt độ lạnh, ở ngày xưa người ta dùng để kéo xe. Thì bây giờ đó nói nôm na nó là như vậy. Ở thành chuyên chăm về những dòng chó đó, nhưng cái chia sẻ ngày hôm nay về bệnh hô hấp là không giới hạn bất cứ dòng chó nào, kể cả chó ta, chó cỏ. Chó ta mình cũng chó ta người ta thường gọi là chó bản địa Việt Nam á, thì nó sống quen với cái môi trường, quen với cái môi trường Việt Nam, nên là cái bệnh này nó rất là ít phổ biến. Mà bệnh hô hấp thường phổ biến ở chó xứ lạnh. Nói chung là những dòng chó các bạn đang nuôi, không riêng gì ở những dòng chó mình giới hạn nói trên. Thì bây giờ cái nguyên nhân mình đã nói rồi. Nguyên nhân là do môi trường, do sức đề kháng, do cách chăm sóc. Cái thứ hai bây giờ mình sẽ nói là cái
triệu chứng của bệnh hô hấp là như thế nào? Ở đây mình các bạn nuôi hàng ngày, bạn nuôi một bé hai gì, các bạn vẫn phải để ý, vẫn cho các con chơi và tập hàng ngày. Ví dụ như thả ra ngoài sân hoặc ngoài đường hoặc là công viên mình dắt đi chơi, thì các bạn tiếp xúc, khi mà các bạn thấy con, thứ nhất là hắt hơi giống như người mà nhảy mũi á, hắt xì á, cái thứ nhất. Cái thứ hai là mũi của bé sổ mũi. Sổ mũi ở đây nó không phải là, bởi vì chó thì lúc nào cái mũi nó cũng phải ướt ướt chứ không phải là khô hẳn. Khô hẳn là chứng tỏ là bé đang bị sốt, nhiệt độ thân nhiệt rất là cao thì cái mũi nó mới khô hẳn. Còn bình thường thì ở mũi của con nó vẫn ướt ướt như thế này nha. Mà khi các bạn nhìn nó ướt, không không phải không 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 cần nói, nhưng mà khi nó chảy mũi ra hai bên nhiều. Cái lúc mà bình thường nhé, lúc vận động mạnh thì các bạn thấy nó vẫn chảy mũi bình thường, nhưng mà cái lúc bình thường mình chơi, ví dụ như các con đang ngủ á, mũi tự nhiên chảy ra, cái đó là nước mũi trong, là những triệu chứng ban đầu, cái triệu chứng bệnh hô hấp ban đầu. Cái thứ hai nữa là cái mũi trong ban đầu, những ngày đầu nó sẽ là mũi trong, và những ngày thứ hai thứ ba bắt đầu cái màu của nước mũi nó chuyển dần sang màu trắng hoặc trắng đục hoặc là màu xanh. Khi mà đã sổ mũi xanh rồi là bệnh nặng rồi đó bạn. Đó là triệu chứng thứ hai về nước mũi. Triệu chứng thứ ba, các bạn quan sát sẽ thấy các con ho về đêm, và những phổ biến là sẽ ho vào ban ngày luôn. Ho giống như người thôi. Các bạn cứ thấy mình ho như thế nào thì chó ho y chang vậy. Nhiều bạn nói là hỏi hỏi gọi cho Nguyễn Thành hỏi là sao chó em nó khạc khạc giống như là bị hóc xương. Không phải, hoàn toàn không phải là do hóc xương các bạn nhé. Đó là triệu chứng thứ ba của bệnh hô hấp, đó là ho. Ho và khạc. Ho mấy tiếng xong rồi khạc, hoặc là bình thường các con cũng khạc. Các bạn quan sát cứ giống như người thôi, không có gì là khó khăn hết đó. Đó là những triệu chứng ban đầu của bệnh hô hấp. Vậy thì khi gặp các con có triệu chứng như thế này, các bạn xử lý như thế nào? Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đây là bé chó của mình Husky. Nay là ngày thứ 29, 29 ngày tuổi, rất là khỏe mạnh nhé. Này, tay chân. Này là hói, mắt xanh, Husky màu đen trắng mắt xanh. Con được sinh ra trong phòng máy lạnh, nhiệt độ không cao quá 25 độ C. Ban ngày thì mình mở khoảng 25 độ C, buổi tối thì hạ xuống khoảng 23 độ C. Chất lông các bạn thấy rất là, lông rất là dài. Đàn con này là những video trước mình đã nói là con của bé Ly, đây là đàn con của bé Ly nha. Rồi bây giờ quay lại vấn đề, thì khi mà gặp các con có triệu chứng như vậy thì các bạn xử lý như thế này. Bây giờ các bạn mình sẽ mô phỏng dùng cái loại thuốc gì. Mình đã dùng cái toa thuốc này trong suốt 7 năm qua, mình đã tích lũy kinh nghiệm và mình đã trải qua rất là nhiều ca bệnh của chó mình, và 100%, không nói tất cả đều chó mình khi mà mình bệnh hô hấp mình cho uống đều khỏi 100%. Bởi vậy nên mình mới mới dám làm video để chia sẻ lại cho các bạn. Những bạn chưa biết thì các bạn làm theo để vô tình, bởi vì cái bệnh nó rất là do môi trường, thì chỉ cần mình phát hiện sớm và điều trị sớm thì không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà các bạn không biết, để lâu thì đem tới những nơi chích rồi khám rồi chích, cái đó không, cái bệnh này ở cho con hoặc là cho lớn, khi mà nó chưa nặng mình không cần phải chích các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái thuốc, dùng thuốc gì. Rồi con ngồi đây nhé. Đây mình giới thiệu các bạn thuốc thứ nhất, cái này là chỉ là nước muối thôi, nước muối natri cloric 0,9%. Cái này dùng để nhỏ mũi khi mà các con bị sổ mũi.
Nè, các bạn nhớ nha, natri caloric 0,9%, cái này mua ở hiệu thuốc Tây. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là thuốc bột dành cho trẻ em Acimoc. Này, các bạn nhớ mua vị cam Acimoc 200 mg. Này nhá, cái gói này là loại thứ hai. Rồi, cái loại thứ ba là kháng sinh Augmentin. Augmentin. Này là mình mua cái gói này là 500 mg. 500 mg này là nó có hai loại, 250 mg và 500 mg. Ở này mình dùng cái loại 500 mg này, Augmentin. Rồi, tất cả thuốc bột dành cho trẻ em. Loại thứ ba cũng là một loại kháng sinh nữa, AGC. Cái này là thuốc viên nha các bạn. Đây, AGC. Rồi, đó là ba loại thuốc dùng để điều trị hô hấp mà trong toa mình đã hướng dẫn cho rất là nhiều người, rất là nhiều khách hàng của mình, rồi rất là những người quen biết, những người cùng đam mê với mình đã hướng dẫn cho người ta và 100% đều khỏi bệnh. Rồi các bạn cứ tự tin cho uống nhé. Rồi bây giờ cái cách mình sẽ tới cái cách hướng dẫn các bạn cái cách hòa thuốc vào nước và cái cách cho cái con uống như thế nào. Rồi. Rồi, các bạn dùng một cái ly này, ly mình dùng hơi to, mà các bạn dùng cái ly nhỏ thôi, không cần phải to. Này là cái ống chích, gọi là xi lanh để chích này. Bạn xé ra và bỏ đi cái phần kim tiêm đi, chỉ lấy cái ống này thôi nha. Rồi bây giờ cái này là cái liều lượng điều trị nó như thế nào mình sẽ ghi rõ ở phần mô tả của video này. Các bạn sau khi xem cái cách hướng dẫn cho uống xong rồi, các bạn muốn liều lượng như thế nào thì các bạn coi ở phần mô tả của video nhé. Đây, đây là nước lọc mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình liều lượng ở đây mình sẽ dùng cho hai bé cuốn như thế này nhé. Hai bé cuốn thì bây giờ các bạn muốn cho một bé uống 3 ml, cái ống này là cái ống 6 ml, 6 ml. Thì nếu mà muốn cho hai bé uống thì các bạn hút đủ một ống này khoảng 6 ml thôi nước thôi nhé. Đây, đây là một ống nước 6 ml. Bởi vì sao mình hút một ống nước 60 ml như này? Bởi vì khi mà mình chia cho hai bé thì mình cứ chia một bé 3 ml thôi. Đấy. Và thuốc xong rồi, mình hút khoảng 3,5 ml, bởi vì cái lượng thuốc và lượng nước, khi mà nước 60 ml nhưng mà các bạn hòa lượng thuốc vào nó sẽ hơn 60 ml. Bởi vậy nên là các bạn hút khoảng một bé, dùng cho một bé thì khoảng 3,5 đến 4 ml là vừa đủ nhé. Rồi bây giờ cái cách hòa thuốc như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái này là cái nhỏ mũi, chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ như thế nào. Ngồi im con, im nhé, làm gì vậy? Nếu mà dùng cho hai bé cuốn thì các bạn dùng hai gói này, hai gói Acimoc nhé. Đây, hai gói. Các bạn xé đầu. Một gói. Rồi, hai gói. Đây là hai gói Acimoc, là cái loại thuốc thứ nhất. Này, gói Augmentin thông thường, Augmentin thông thường á, là các bạn dùng một gói cho cuốn lớn khoảng từ 2 tháng tuổi. Thì bây giờ ở đây mình dùng một gói là gói 200 mg, 250 mg là dùng cho một gói, dùng cho hai bé. Thì vậy thì cái gói 500 mg này phải dùng cho bốn bé. Vậy thì mình chia cái gói này làm hai. Đang có ngồi. Này, các bạn chia đều xong rồi bóp một bên, đổ một bên ra. Rồi nó sẽ ra. Nếu như các bạn không chia không 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 đều được thì các bạn nên mua cái gói 250 mg thôi.
Bởi vì chó nhỏ này mình dùng dưới 2 tháng là mình dùng lượng thuốc bao nhiêu là đủ? Là có nghĩa là một gói dùng cho chó con dưới 2 tháng tuổi là một gói 200 mg, 250 mg dùng cho hai bé. Rồi, đó là lượng lượng thuốc thứ hai. Thuốc thứ ba là cái viên Ajisin này, mình sẽ dùng một viên. Ở cái viên này nếu như các bạn dùng cho chó lớn, các bạn chỉ cần nhét viên thuốc vào cho bé uống thôi. Nhưng mà này dùng cho chó con, dùng cho hai bé, mình dùng một viên này. Rồi, mình đã đổ hết lượng thuốc vào đây. Rồi, bây giờ cái hỗn hợp ba loại thuốc cho uống á, mình đã cho vào cái ly hết rồi, cho vào cái cốc này hết rồi. Bây giờ mình hòa cái lượng thuốc cho nó tan đều ra. Các bạn dùng cái này hút lên rồi đẩy xuống, hút lên rồi đẩy xuống, như vậy nó sẽ tan thuốc ra đều. Rồi khi mà lượng thuốc đã tan đều rồi, các bạn tiến hành cho bé uống. Cái thuốc này á, các bạn lưu ý là nó rất là khó uống, đắng, nên là các bạn cố gắng cho các con uống từ từ thôi. Ở đây mình dùng bé cún của mình để thử nghiệm, chứ không bé thực tế không, bé không bị sổ mũi, không bị ho, không bị hết á. Mình không có cho uống, mình chỉ các bạn thôi. Đây là 3,5 ml, là có nghĩa là chia lượng thuốc làm hai là dùng cho hai bé. Thì ở đây mình dùng cho một bé thứ nhất như thế này. Bé cún con các bạn cho uống thuốc, những video trước mình đã hướng dẫn các bạn có cách cho uống thuốc như thế nào, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại trong video này luôn. Các bạn đưa đưa cái ống thuốc này vào cái nách miệng bên 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 trái hoặc bên phải, cái nách răng á, bên cái cạnh cái hàm á, các bạn đẩy thuốc vào từ từ, thì đợi cho các con nuốt từ từ xuống sẽ không bao giờ bị sặc thuốc. Còn các bạn cứ đưa vào giữa cuốn họng này, các bạn đẩy xuống thì chắc chắn con sẽ bị sặc. Nên là các bạn có thể làm thử như này nhé, đưa vào này, cách này, và bóp từ từ xuống. Cái này nó khó uống này các bạn bóp từ từ thôi, cho các con nuốt xong rồi lấy ra, bóp một phần lấy ra cho các con nuốt đi, rồi đợi nuốt xong khoảng 5 đến 10 giây rồi các bạn đưa lại vào, thực hiện đến khi nào các bạn đưa hết lượng thuốc vào cho các con nuốt thì đó là xong quá trình. Rồi cái cách cho uống thuốc là như vậy, cái cách hòa thuốc là như vậy. Mình lưu ý là thuốc này là dùng cho người mua ở cửa hàng thuốc tây chứ không phải là thuốc thú y nhé. Nhiều bạn mình đưa cái toa thuốc xong rồi chạy ra thuốc thú y hỏi sách không có chỗ nào có, bởi vì trời thuốc này thuốc tây mà làm sao ra thú y hỏi có được. Đó là cái cách hướng dẫn các bạn chia sẻ cái kinh nghiệm mà mình trải qua, mình đã sử dụng và cho nhiều bé mình nuôi, tất cả các con đều ổn định hô hấp. Thì trên video là mình hướng dẫn tất cả chi tiết những cái bệnh thường gặp. Thì hôm nay cái chủ đề hôm nay là mình nói về bệnh hô hấp như vậy và cái cách dùng thuốc như thế nào. Đối với hôm sau, đây là mình dùng mình nãy giờ là mình chỉ cho các bạn là cho dưới 1 tuổi, cho dưới 1 tuổi dùng để dạ. Quay trở lại vấn đề đang làm video chia sẻ cho các bạn, thì có ông anh ông kêu ông hỏi chị về chó như thế nào. Thì bây giờ mình nói tiếp cái vấn đề này, cái toa thuốc này là dùng cho chó dưới 1 năm tuổi. Khoảng từ mình thường là mình dùng toa thuốc này cho chó dưới 6 tháng, dưới 6 tháng tuổi. Còn trên 6 tháng tuổi thì nếu mà bị nặng quá mình sẽ dùng thuốc để chích. Vậy thì cái thuốc chích đó là thuốc gì? Và cái cách chích, cái cách điều trị cho chó trên 6 tháng tuổi đến trên 1 năm tuổi như thế nào? Video sau mình sẽ trình bày kỹ các bạn và mình sẽ giới thiệu cái tên thuốc cho các bạn dùng. Đảm bảo chó các bạn ho khoảng 3 ngày chích thuốc là khỏi nha. Thì những bạn các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video, cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh YouTube của Nguyễn Thành, cảm ơn tình yêu mến của các bạn đã dành cho Nguyễn Thành.
các bạn chăm sóc chó mà các bạn có câu hỏi như thế nào về thắc mắc về cái bệnh gì, các bạn cứ comment bên dưới cái video này, mình sẽ làm video hướng dẫn trực tiếp cho các bạn với sự hiểu biết của mình, với sự chăm sóc tích lũy kinh nghiệm 7 năm qua, mình sẽ dùng hết cái kinh nghiệm để chỉ cho các bạn. Nếu như cái đó mình biết, câu hỏi đó, cái lĩnh vực đó mình biết, mình sẽ chỉ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và xin các bạn, nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ video giúp mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.